Xin chào quý vị đến với kênh Hello Nay TV. 3 giờ chú Dũng sẽ tiếp tục cưa cây dừa. Giờ chú Dũng sẽ leo lên và mé tàu bớt. Ở đây là ấp 1 An Hải Trung, cái bè Tiền Giang. Chưa, lên tới đọt rồi. Đây. Chưa, cái mái tôn bị dừa rụng làm hư chân. Thấy ngõ ăn thôi. Chưa đi ba xuống đây nè, dưới đây. Như có đường ống nước mà. Được Bếp nè. Giờ chú Dũng sẽ leo lên mé tàu giùm ba mình. Cây dừa nè bị nái nó ăn hết trơn lá luôn. Và sau khi biết ba mình đến cưa thì chủ nhà đã xịt thuốc để diệt nái mấy ngày trước. Chú Dũng sẽ dùng dao để mé tàu. Cắm ngay sình luôn. Bông này cái mình chưng vô cái chậu ha. Đó, đó mấy người là ta làm đám cưới á. Trang địa trang trí bằng bông bông này là để trên cái vô. À, xuống ngay mấy tôm luôn, sát vách nhà luôn. Nay bà mình không có đem theo áo tay dài nên sẽ nhờ chú Dũng lên mé tàu.
ngàn trái luôn. Thì dưới nhánh cây trong dâu mà cái gì thông cảm nè. Hãy xuống đây xong con này là vừa rám mà. Nhớ ngay lên mái nhà luôn. Ba mình đã kéo nguồn dừa ra. Chặt luôn đó. Nó bỏ lại đó.
đầu ra giùm đi. Nó kêu ông lượm mà chặt chứ. Giờ lượm lượm đi chặt. Vì phải chồm xuống nên rất là khó để chặt. Ba mình đang chỉ cho chú Dũng để cột cái phần đó, phần đầu vô. Thấy qua kia luôn. Ừ. Thì tay trái ngay hiu tay trái á, thì tay trái á, thì tay trái. Ừ vậy đó. Ừ nó dài nhưng nó không vuột. Ừ. Rồi. Rồi cắm chỗ khác vuột dao nè. Rồi. Không không không. Đừng mất tâm lý anh ơi. Nó trên nhà thì có chế cái cây thang để leo lên bẻ dừa uống. Quá giỏi rồi anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, làm gì hối hả gì bồi sao bắn nữa thôi vô. Làm chạy dưới anh Dũng. Dũng. Làm gì anh Dũng? Đứng lại. Chú Dũng bị dí rồi. Quá trời sâu rồi. Hiểu rồi. Nãy anh kêu rửa dầu ăn, chay dầu ăn không chịu. Khỉ nhập rồi. Rồi con cô bác ơi, sâu quá trời, tôi tắm dầu cô bác rồi. Chết mất rồi. Rồi anh thấu nước rồi, anh thay dầu vô nó nóng thì chịu nổi. Vậy mới chịu nổi. Nè, anh Dũng dũng cảm mà, em không ngờ luôn á. Tôi kìa, đỏ hết trơn rồi. Trời ơi, quá trời luôn anh kia. Nghĩ rồi, nhìn tôi vừa biết rồi. Nghĩ thì sao? Vậy nó mới mạnh chứ mà không có cộng vô đó là không mạnh đó. Cắt nguyên cây luôn hả? Đâu có cắt trên đó đó. Đang nghỉ. Cây này đinh quá nhiều. Cây này dưa cứng hơn cây trên. Em đồng vườn như thế này. Đồng vườn mấy rồi. Bây giờ này căng lắm. Ê chuyện sợ bạc. Bây giờ này nghiêng quá nhỉ. Rồi nó phụ kéo một kia đi. Để chi giấy rồi. Để vậy sao. Phụ kéo đi xuống đó đó. Đóng lỗ kéo à. Xuống đây hay dụng đồng. Thôi. Sát dưới gốc luôn. Vừa mí với miếng đanh. Nhóm mình cột dây cái luôn. Rất là dài luôn. Sao
Dũng sẽ lên một lần nữa để cột dây và cưa phần gốc luôn. Gì con? Cây dừa có 6 mét thôi mà củ hủ rất là bự. Dừa lùng gì nào củ hủ bự nấy. Ừ. Nó già lại nó chứ. Dũng ra cột xong rồi. Bị dướng cái miếng dán. Chuột ra ngoài sông luôn. Thì phải đi xuống để mở cái dây nữa. Cái dây xuống tới dưới sông rồi. Những video tiếp theo đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Hai Lúa Tiền Giang. Cảm ơn quý vị rất nhiều.